Hello, xin chào bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình đang gặp một nơi đó là chợ đêm của Mộc Khương. Một khu vực chợ đêm thì hoạt động vẫn rất mạnh vào ban ngày. Đó là khá là hay. Chợ này thì buôn bán rất là nhiều. Phố rất là đẹp. Ta sẽ đi một vòng quanh quanh trong chợ nhé. Chợ này thì bày bán đầu tiên rất là nhiều tủ kệ, túi sách, quần áo. Hùng đang về buổi trưa đây. Trưa thì vẫn rất là đông người các bạn. Giữa trưa nắng này. Chợ rất là tấp nập. Mình nghĩ lời quá nên là mình phải đi xe, đi lang thang vào trong chợ ngắm nghía chút. Không biết đường này có vào được không. Vâng, rất nổi tiếng về chợ đêm này á. Trên này thì có các đặc sản như là món tương ớt Mộc Khương, tương ớt rất là ngon thơm, rất đặc biệt. Không biết đi xe vào chợ có được không. Chợ này thì có rất là nhiều đồ ăn truyền thống, phở, phở Thái. Quần áo của người Mông. Cô đang làm những túi thổ cẩm. Đây là cái gì đấy ba? Đây là cái gì ạ? Đá? Cái điệu à? Điệu em bé đấy á? À. Chủ yếu người dân tộc Mông nhiều. Vâng, nó lang thang tí. Người bán rất là nhiều quần áo, túi sách này.
máy này, máy cày, máy bừa này. Chợ một chút chợ cũng rất là lớn các bạn ạ, mình chỉ đi một góc thôi, phía bên kia thì có nhạc nên là mình không muốn qua bên đằng bên đó. Thì vào những đêm tối thứ sáu và tối thứ bảy rất là đông, mà hỗ trợ phía bên ngoài này đông vui. Các bạn mà có dịp lên trên này trải nghiệm thì hãy lên vào đấy những ngày cuối tuần thì sẽ cái niềm vui sẽ vui hơn rất là nhiều. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.